Em xin chào các bác nhé, em là Hoàng nhé. Hôm nay em xin làm một cái video giới thiệu cái chức năng, một cái chức năng làm một cái extension của Cable Diffusion, là nó tên là Remove Background nhé. Thì cái tính năng này nó sẽ xóa xóa cái background khỏi cái ảnh các bác vừa render ra nhé. Ví dụ các bác render được một cái ảnh, ví dụ bác render được một cái ảnh nó như này ấy. Em rẽ lại một cái khác cho nó đẹp đẹp. Bác nào mà còn chưa cài được cái phần mềm Table Diffusion thì các bác vào cái nhóm của em nhé. Table Diffusion chia sẻ đam mê, có cái link như này này các bác này. Thì các bác cài giúp em hai cái cài giúp em một trong hai cái bản em để ở trên này nhé. Hai cái bản này chạy rất ổn định các bác nhé. Thì các bác nào còn chưa cài đặt được thì cài giúp em hai cái bản này. Ở trong hai cái link cài đặt này nó đều có video hướng dẫn chi tiết các bác nhé. Thì ở bên này là cái nhóm, ở bên này là cái kênh YouTube của em nhé. Bác nào mà còn chưa cài được thì vào cái này, ở trong này sẽ có hướng dẫn cài đặt chi tiết ở trong này nhá, hướng dẫn cài đặt chi tiết ở bên trong này, các bác xem cái hướng dẫn chi tiết. Và ở trên này là tất các video của em nhá, nó hiển thị ở trên này này, chia tầng từng hạng mục nhá các bác nhá. Ứng dụng cho nghệ thuật này, ứng dụng cho thiết kế công nghiệp này, ứng dụng cho kiến trúc nhá. Các bác cứ vào đây tìm đúng cái mục của mình xem các bác nhá. Em xin chào xin chào các bác nhé. Em là Em là Hoàng. Hoàng. Hả? Hôm nay em làm làm cái cái video video thì để giới giới thiệu thiệu mấy mấy cái cái chức chức năng năng Open Open Pole Pole ở ở trong trong Table Table Diffusion. Diffusion, cái mấy mấy cái cái chức chức năng năng Open Open Pole Pole mới mới có có mấy mấy cái cái sự sự thay thay đổi đổi ấy, ấy. Thì em Thì làm em làm cái cái ở đây đang trực tiếp vào các bác. video Video này. này thì các bác đó, thì tự nhiên sao cái này nó lại chui được vào cái, chưa hiểu kiểu gì đây. Vô lý thật, phải hỏi thêm cái chức năng này các bác nhá. Đâu, đã vào chủ đề chính đâu. Đó thì giả sử như các bác render được ra bức ảnh một cô gái như này, hoặc là bất kỳ bức ảnh nào các bác render được ra ra như này, thì nó sẽ tách làm hai phần, một là background, hai là cái nhân vật ở trong này nhá. Thì các bác muốn lấy cái nhân vật này ra thì các bác chỉ cần xem, à hoàn đã, em chưa quên em hướng dẫn các bác, à rồi em cứ hướng dẫn các bác sử dụng nó đã, xong rồi tí em hướng dẫn cách cài đặt đã, quên mất. Thì các bác send to extra này, thì ở bên này thì các bác có thể scale nó lên như nào cũng được, scale nó lên 2 lần 4 lần đều đều được các bác nhé. Thì ở dưới này thì có mục ultrasharp này, thì các bác chọn ultrasharp cho em cho nó nhanh. Còn ở mục dưới này nó có cái remove background này, thì các bác chọn vào đúng cái này giúp em nhé, cái như này này, thì các bác cứ tích vào đây giúp em. Xong các bác lựa chọn cái scale lên bao nhiêu thì lựa chọn đây nha, em scale lên 2 lần thôi, các bác bấm vào đây. Thì các bác đợi một lúc, nó sẽ xuất ra một cái ảnh, nó đã tách bỏ phần, nó bỏ đi phần nền, nó đúng cái tên gọi của nó, remove background, là bỏ bỏ background đi. Vô lý ở đây là, à đâu, không phải. Sao vừa nãy em tự nhiên em thấy nó lỗi lỗi gì nhỉ? Khó hiểu thật. Tự nhiên có giọng mình lại vang lại là nè. À đấy, thì khi nó ra cái này rồi, các bác đừng nhìn vào đây mà tưởng nó ảnh nó bé nhá, thực ra ảnh nó to phết rồi đấy. Bác muốn xem ảnh nó to cỡ nào, bác mở trong thẻ mới này ra này. Đó, thì các bác sẽ thấy được độ to của nó. Đấy.
Đó, thì mình sẽ được cái ảnh như này rồi. Hai nghìn mấy các bác này, 2000 2K rồi, 3K nơi rồi. Đó, thì mình sẽ được cái ảnh này, thì các bác save vào cái ảnh này về nhé. Lưu ảnh. Đó, các bác lưu ảnh vào. Sau khi các bác lưu ảnh, các bác có cái ảnh này rồi, các bác có thể dùng Photoshop, các bác chèn cái background phía sau vào cũng được. Thì thấy có bác comment là cái này mà hình nền nó không phức tạp thì không ngon lắm. Thì em xin ví dụ như đây là một cái ảnh không phải làm từ SD nhé, một cái ảnh bình thường nói chung là rất là xấu ấy. Thì em xin em load vào đây em remove thì nó ra được cái như này. Khoan đã các bác ơi, có một điều kỳ lạ nè, để em xem nào. Tại sao cái ảnh kia thì nó hình nền đen mà cái này lại hình nền nó biến mất luôn, khó hiểu thật. Để em lại đó nào, lưu hình ảnh vô vô lý, bắt đầu thấy hơi hơi vô lý rồi đấy. Để em tách lại nào, tự nhiên thấy vô lý thế nhỉ. Ô trời, sao thế nhỉ? Để em lại các bạn. Vô lý thật chị, không hiểu kiểu gì luôn. Đây, để em remove lại cái ảnh lúc nãy của em nhé. Đâu nhỉ? Đào loát đâu rồi? Đây rồi. À, thử cái ảnh này đi. Ôi, sợ thế nhỉ? Khó hiểu thế nhỉ? Để em... Cái này thì nó lại có nền trắng. Khả năng... Vô lý thật luôn. Để em vào lại cái... Đây, vừa nãy là cái ảnh này của em nhé. Vừa nãy cái ảnh này của em remove mà đúng những lệnh như này, mà nó lại cứ ra hình đen, mà bây giờ mà nó ra hình đen nữa thì em chưa hiểu tại tại vì sao luôn các bạn. Nó ra hình trắng thì chẳng nhẽ phải làm lại video, nhưng mà thôi không làm lại video đâu, nếu nó ra hình trắng chắc lúc đấy máy của em nó bị lỗi gì các bạn. À, cái ảnh này vừa nãy em up kêu lên rồi. À chưa chưa. Ui.
Vô lý nhỉ? Bác nào có thể giải thích cho em tại vì sao cái hình này lại ra cứ remote nó lại ra nền đen mà cái hình ấy lại ra nền trắng? Có hình ra nền đen, có hình ra nền trắng. Vô lý thật. Đây, mấy cái hình này vừa nãy em remote là nó ra hình đen mà cái hình này lại ra hình trắng này. Vẫn là file PNG luôn. Khó hiểu nhỉ, quá khó hiểu luôn. Đây, để em kiểm chứng cho các bác. Nó ra cái hình trong suốt mới là chuẩn. Đúng, nó ra phải ra hình trong suốt như này mới là chuẩn. Còn nó ra hình màu đen kia thì em chưa giải thích được tại sao nhá. Bác nào thử sử dụng mà nó ra hình trong suốt này thì các bác thử nghiên cứu giúp em tại sao này có trong này có ba hình, à, năm hình thì ba hình ra nền trắng, hai hình ra nền đen, trong khi đó mấy cái hình này đều đều được đều ấy từ table diffusion. Để em thêm một phát nữa xem như nào. Một phát nữa xem như nào các bác nhé. Nó phải ra hình nền trong suốt mới là xịn. Còn em chả hiểu tại sao nó lại ra hình đen, nền đen. Mình đang định thắc mắc, mình kiến nghị lên bên trên sao lại ra nền màu đen. Nền màu đen xong mình lại phải mất một cái bước đấy. Mình lại phải mất một cái bước nữa, mình cho vào Photoshop mình xóa cái nền đen đi. Vô lý thật sự luôn. Đây, các bác xem này. Xong cuối cùng mình lại phải qua Photoshop mình chỉnh. Các bác nào giải thích giúp em nhé. Đây. Quá khó hiểu luôn. Đấy, thì nói chung là hên xui, em chả biết tại sao nhưng mà có mấy cái hình thì ra nền trắng, còn mấy hình ra nền đen nhá. Còn bác nào muốn muốn ấy hàng loạt nha, muốn remove hàng loạt thì có cái bát bát render đấy nhá. Các bác cho output vào đây như như hôm trước em hướng dẫn, output input vào đây, đường dẫn input vào đường dẫn output ra đây, hàng loạt nó sẽ remove hàng loạt nha các bác nhá. Đấy thì đấy, cái này đoạn này là em ấy cho cái, tại vì một cái bác bảo là nó remove cái nền phức tạp, mấy cái nền hình vừa rồi đều nền phức tạp hết nha các bác nha. Nào mà nó làm nhanh gọn nhẹ như này nha các bác nha. Các bác bỏ vào Photoshop nhé, các bác bấm vào cái công cụ này giúp em này, các bác chọn vào đây rồi các bác giữ shift nha, cộng vào đây để cho nó nốt cái phần này, giữ shift nốt vào cái những cái các bác muốn cắt, các bác chọn feather trong này nhé. Em lâu lắm rồi không sử dụng Photoshop 5 này, các bác cho 5 thôi. Đó, thì cho nó ăn ăn sâu vào tí thì em thấy nó cắt nó cũng không được, à nó ấy không được sát. Bấm vào đen xong các bác nhấc nó qua cái này, bác chọn công cụ này bác nhấc nó qua cái, bỏ vào đây nhá, căn chuẩn T này. Đó, cho nó đứng đường như này nhìn cho nó hợp lý bạn nhỉ. Đấy, đây là cửa thì các bác cứ căn căn cho nó thấp hơn cửa thôi. Đó, tầm này là đẹp này các bác này. Đấy. Đấy. Đại khái là thế. Còn bác nào dùng vào việc gì dùng, còn em ấn đại vào cái ảnh này thôi các bác nhá. Đấy, thì là em hướng dẫn các bác cách remove cái ảnh, remove cái background cho một cái ảnh nha. Bây giờ vừa đầu em quên chưa hướng dẫn các bác cách để có cái extension remove background này nha. Các bác vào đây giúp em này, các bác vào extension như các bác nha,
vào extension này, xong các bác tích vào invaluable này các bác này. Invaluable này, xong các bác bỏ mấy cái này đi, xong các bác bấm vào chữ load form giúp em nhé. Đấy, xong các bác ấn Ctrl F cho giúp em. Các bác gõ tìm chữ remove này. Remove. Đó, em cứ đọc tiếng Việt cho dễ. Remove. Đấy, xong các bác next. Đây, các bác đọc thấy chữ table diffusion remove extra intro này thì các bác bấm vào cài đặt này giúp em nhé. Các bác bấm vào cài đặt này, khi nó báo cài đặt xong thì các bác thoát cái này ra, các bác chạy lại từ đầu nhé. Các bác thoát cái này ra, các bác chạy lại từ đầu thì vào chỗ extra này, các bác sẽ thấy nó hiện ra đây nhá. Các bác intro xong nhưng mà các bác cài đặt xong nhưng mà các bác vào đây thì nó chưa thấy ngay đâu. Các bác phải chạy lại, run lại từ đầu thì các bác mới thấy nhá. Thì vừa rồi là em hướng dẫn các bác sử dụng cái chức năng remove background, tức là xóa nền cho một bức ảnh như thế các bác nhá. Em xin kết thúc video ở đây nhá. Bác nào thấy video bổ ích thì các bác like video và đăng ký kênh giúp em để em có động lực làm video tiếp theo các bác nhé. Em cảm ơn các bác nhé.